Hello, chào các bạn nha. Rất vui vì được gặp lại các bạn ở trên kênh của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta có thể bật được cái tính năng là trạng thái tùy chỉnh ở trên phần là Facebook Messenger của chúng ta. Ví dụ ở đây thì trong phần Facebook Messenger của mình đang có một cái dòng trạng thái là đang bận và có một cái dấu mũi tên như này. Đó, là đang bận và bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta có thể bật được và cập nhật được cái dòng thông báo tùy chỉnh này ở trên Facebook Messenger và không những ở trên Facebook Messenger mà khi mà các bạn truy cập vào ứng dụng Facebook. Khi mà các bạn truy cập vào ứng dụng Facebook thì cái dòng trạng thái này nó cũng sẽ hiển thị ở trên cái trang chủ của trang Facebook cá nhân của chúng ta nha. Và để bật được cái tính năng là cái trạng thái tùy chỉnh này ở trên Facebook Messenger thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn chúng ta có thể bật được và làm được giống như mình nha. Đầu tiên thì các bạn có thể quay lại phần Facebook Messenger. Thì đây, đây là giao diện chính ở trong Facebook Messenger mà bất kỳ ai cũng có thể là dễ dàng thấy được. Và sau khi mà các bạn truy cập vào trong phần là Messenger thì các bạn sẽ chọn vào cái dòng avatar trong phần Messenger ở đây và các bạn sẽ kéo hết xuống. Ở đây thì nó sẽ có một cái phần mà Facebook mới cập nhật, đó là cái phần là trạng thái tùy chỉnh, các bạn sẽ chọn vào. Thì sau khi mà các bạn chọn vào cái phần trạng thái tùy chỉnh này thì nó sẽ có rất nhiều những cái trạng thái tùy chỉnh mà chúng ta có thể là cài đặt được. Ví dụ đây là đang bận này, cuộc gọi này, đang nghe nhạc hay là đang làm việc. Thì ví dụ ở đây mình chọn là đang làm việc nha, mình sẽ chọn vào đang làm việc như này. Đó. Tiếp theo thì các bạn cũng có thể là thêm một số những cái hình. Các bạn có thể thêm một số những cái hình ảnh vào trong cái biểu tượng đang làm việc này. Ví dụ đây mình có thể là chọn một số những cái icon như này. Đó, vào trong cái phần đang làm việc. Và tiếp theo thì mình sẽ tùy chỉnh cái thời gian. Ví dụ đây thì nó sẽ có cái thời gian nó sẽ xuất hiện sau khoảng là 1 giờ này, 8 giờ, 24 giờ hoặc là cho đến một cái thời gian nhất định nào đó mà chúng ta cài đặt. Ví dụ ở đây mình sẽ cài đặt là 1 giờ. Thì sau cái thời gian là 1 giờ này thì cái trạng thái tùy chỉnh là đang làm việc của mình nó sẽ tự động nó tắt đi mà chúng ta không cần phải tắt thủ công bằng tay nữa, và sau đó các bạn chọn vào phần cập nhật như này. Đó. Như vậy là mình đã có một cái dòng trạng thái mới đó là đang làm việc như này và có hình cái biểu tượng icon như này, và sau 1 giờ thì cái dòng trạng thái này nó sẽ tự động nó tắt đi và cái dòng trạng thái này nó sẽ cho phép mình hiển thị ở trên ngay cả trang Facebook cá nhân của mình. Đây, mình sẽ thoát ra và là mình cập nhật lại thì nó sẽ hiển thị cho mình là đang làm việc như này, và cái dòng trạng thái tùy chỉnh này nó sẽ cho phép chúng ta có thể thông báo cho những cái người mà bạn ở chúng ta trên Facebook là chúng ta đang làm việc hoặc là chúng ta đang bận một cái gì đó, và sau đó thì chúng ta có thể là cái trạng thái này sau một thời gian nhất định thì nó sẽ có thể nó tắt đi, nó giúp cho chúng ta có thể là ngầm thông báo cho bạn bè hoặc là người thân của chúng ta khi mà chúng ta đang bận một cái việc nào đó mà chúng ta không thể trả lời hoặc là chúng ta không thể trò chuyện ở trên Facebook cá nhân nha. Rồi. Và những cái bạn nào mà khi mà chúng ta truy cập vào phần Facebook Messenger mà chúng ta không thấy cái phần là dòng cái trạng thái đang tùy chỉnh thì các bạn sẽ làm như sau. Các bạn sẽ truy cập vào cái cửa hàng Safe Play trên điện thoại Android, hoặc là những bạn nào sử dụng iPhone thì chúng ta có thể là truy cập vào cửa hàng App Store. Sau đó thì các bạn sẽ gõ cho mình cái ứng dụng là Messenger. Đó. Và nếu mà cái ứng dụng Messenger chúng ta nó có cái chữ cập nhật ở đây thì các bạn sẽ cập nhật cho mình cái phiên bản mới nhất thì nó sẽ có cái phần là trạng thái tùy chỉnh ở trên Facebook Messenger nha. Rồi, và video của mình xin tạm kết thúc ở đây. Hy vọng là cái video này nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Các bạn xem video của mình nếu thấy hay thì hãy like và subscribe kênh để ủng hộ mình. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nha. Chào các bạn.